Cái này cái linh san nha bạn, siêu bông. Cái này cây siêu bông đời đầu, coi như trồng hồi đời đầu của siêu bông xuất hiện nè. Nó bự lắm. Cái này cái quanh chỗ này chắc khoảng 40 nè. Khoảng 40 các bạn, nó chung bự. Nguyên cái đoạn thân nó bự chán rồi phải không? Cây này mình làm cái cành này chắc khoảng được một năm mấy bạn. Mình mua cây này khoảng năm mấy rồi. Linh san thiệt mà cắt nó không có liền đâu nha bạn, nó cứ nằm gì hoài chứ nó không có liền, mà nó cũng không bị hư luôn nữa. Cây này nói chung mình mới nuôi cái cành này sơ sơ, cái ngọn mình đang nuôi mình thả nay mình cắt giật mình chuẩn bị vô phơm nè, vô phơm lại. Tại mặt cắt nói chung linh san mình không cần nuôi mặt cắt bạn, không có liền đâu, đừng nuôi chi mất công, trừ khi cây nhỏ thôi, còn lại mấy bạn thả rừng nhiều năm thôi chứ thật sự nó không có liền mặt cắt đâu, mặt cắt mà nó cũng không có bể đâu. Cụm này bự lắm, linh san mà coi như đời đầu siêu bông, cây siêu bông mà vậy là bự lắm nha bạn. Thường song hình thì xuất hiện trước thì cây nó bự thì có, chứ siêu bông thì nó ít. Bông nó xiên lắm, quanh năm luôn á, siêu bông. Sai bạn, sai siêu bông.